dưa hấu thì ngon nhưng ta tránh nhé, tránh nhé khi ăn thịt dê nè. Tỏi khi ăn trúng trứng vịt thì ta trúng độc là phải đi cấp cứu. Ta hãy nên ghi chép trong sổ tay để dành, chẳng âu lo khi phải làm món ăn gia đình. Ba ba tuy là ngon ngon bổ béo nhưng ta nên tranh tranh khỏi rau rèn. Ba ba nấu món thật nhiều, có lý do gì phải nấu rau xam, khoai lang phải tránh mặn đào. Cu cá thì không ăn khi rắn cắn, sẽ chết ngay không thể đâu ngờ. Mật ong chung với xưa đầu nành, đau lưỡi tử thần kề ngay trước mắt. Không nấu rau kinh giới, xen cùng chúng thịt gà, sò nghêu tôm ốc luộc chẳng dám chung một nồi. Chờ nấu thịt gà chúng rau cải nhé, xanh thịt cho với lại nước chè. Ai ơi ghi do mọi điều, ăn uống ta đừng trộn lẫn lung tung, ung thư vì món ăn mà. Cù hên thì không cam chanh ớt nhé, chính ông chung coi độc chết người. Cài xanh không nấu nước luộc gà, luôn nhớ cam thảo phải xa cá chép. Lễ nhớ xa ngàn ngỗng, không thì không thể lường. Đường đen pha xưa đậu, tào tháo quay nhiều giờ. Mật ong xin đừng pha chung bột săn, thêm đầy gan ra đô chẳng chung nổi. Ai ơi hãy nhớ thuộc lòng, khi nhẹ trong đầu chẳng phút giây quên. Tránh xa nhiều món chết người, nhớ xe bài này cho khắp nơi.